Điều bất ngờ hôm nay tự nhiên ông ở đâu về nó bay nó bu vô cái thùng xốp luôn. quá trời ông. Đây, ông ở đâu nó bay về đây, bay về giờ nó bu đây. Quá dữ luôn. Thấy bên nhà bà kế, tự nhiên sau nhà bà kế nó bay qua đây, nó kéo ung. Để nó bu vô thùng này nè. Đó, nó chịu ở rồi đó. Ui, vậy là chịu ở rồi đó. Tự nhiên nó đâu có nhau cái nó ung kéo qua đây. Ông về là may mắn. Ok.